giải mã cuộc trường kỳ tìm mộ của Phan Thị Bích Hằng. Việc xét nghiệm ADN xác định xương sọ chỉ là đất, mảnh sành và răng cửa của lợn rừng cũng đã được công bố từ năm 2008. Mới đây, trong một chương trình của VTV, Phan Thị Bích Hằng cùng các nhà ngoại cảm đã bị gọi là lừa đảo. Chương trình khẳng định đã phơi trần sự thật về các nhà ngoại cảm Việt Nam thông qua một số xét nghiệm DNA của Viện Pháp y Quân đội. Phan Thị Bích Hằng có lừa đảo hay không? Có lẽ là một câu chuyện còn phải tranh cãi rất nhiều. Có thể nói, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã gây sóng gió dư luận trong nước. Từ vụ tìm mộ nhà văn Nam Cao, thậm chí đã được in trong nhiều cuốn sách và hầu như không thể thiếu trong các tài liệu báo cáo về hiện tượng ngoại cảm. Sau đó, nhà ngoại cảm Bích Hằng tiếp tục khiến cả nước chấn động với hàng loạt cuộc tìm kiếm các nhà cách mạng như Nguyễn Đức Cảnh, tướng Hoàng Công Chất, em gái Phó Thủ tướng Trần Phương. Đặc biệt, Phan Thị Bích Hằng có công đầu trong việc tát hồ thủy điện để gom 400 bộ hài cốt liệt sĩ ở Ca Nắc, Ca Bang, Gia Lai. Từ cuộc tìm mộ này, Bích Hằng đã dựng lại một trận đánh tàn khốc mà 400 liệt sĩ chết thảm không được chép trong sử sách và không ai biết đến. Vụ việc tìm mộ tướng Phùng Chí Kiên, nhà cách mạng đại tài của dân tộc, học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí thân thiết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thực ra đã được báo chí nhắc đến từ mấy năm nay. Và vụ xét nghiệm xác định xương sọ chỉ là đất, mảnh sành và răng cửa của lợn rừng cũng đã được công bố từ năm 2008. Tuy nhiên, chuyện sai sót trong việc tìm mộ bằng ngoại cảm là điều quá bình thường, quá phổ biến nên ít người quan tâm. Chỉ đến khi VTV nhắc đến, gọi các nhà ngoại cảm, đặc biệt gán cho Bích Hằng tội lừa đảo, thất đức thì mới gây dư luận sóng gió. Sự thật về cuộc tìm mộ tướng Phùng Chí Kiên đã diễn ra như thế nào? Vị tướng đầu tiên của quân đội. Phùng Chí Kiên sinh năm 1901, mất năm 1941, chính là bậc khai quốc công thần, là người đầu tiên được phong hàm tướng bằng sắc lệnh 89SL do Hồ Chủ tịch ký ngày 23 tháng 9 năm 1947. Ông tên thật là Nguyễn Vĩ, còn có tên khác là Mạnh Văn Liễu, quê ở làng Mỹ Quan, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Nhà nghèo nhưng ông được bố mẹ cho ăn học đầy đủ. Năm 24 tuổi, ông làm thuê cho một thương nhân người Hoa. Được tiếp xúc với một số đồng chí ở Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội nên ông sớm được giác ngộ cách mạng. Năm 1926, Tổng bộ đã đưa Phùng Chí Kiên cùng một số thanh niên sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Sau đó, ông học ở trường quân sự Hoàng Phố. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930, Phùng Chí Kiên đã tham gia hoạt động tích cực. Ông được Nguyễn Ái Quốc cử sang Liên Xô học. Sau đó, ông về Hương Cảng tham gia ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1936, Phùng Chí Kiên về Sài Gòn hoạt động cùng Hà Huy Tập, chỉ đạo phong trào cách mạng ở Đông Dương. Năm 1940, Phùng Chí Kiên cùng Nguyễn Ái Quốc về Tĩnh Tây, là thị trấn thuộc Quảng Tây, giáp Việt Nam, chuẩn bị về nước khi có thời cơ. Ông tham gia huấn luyện 40 cán bộ cốt cán của Việt Nam tại Quảng Tây. Năm 1941, Phùng Chí Kiên về Bắc Bó, Cao Bằng, tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ Việt Minh. Trong hội nghị Trung ương lần thứ 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp tổng chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn, tham gia khởi nghĩa Bắc Sơn. Cuối tháng 6 năm 1941, thực dân Pháp huy động 4.000 quân, tổ chức càn quét lên phía Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của Việt Minh và lực lượng vũ trang mới hình thành. Phùng Chí Kiên chỉ huy đội cứu quốc Bắc Sơn chiến đấu, phá một số trận càn lớn của Pháp. Tuy nhiên, do chênh lệch về vũ khí, lực lượng, ban lãnh đạo căn cứ Bắc Sơn Võ Nhai đã để lại một tiểu đội đánh chặn hậu đối phương, còn hai tiểu đội làm nhiệm vụ phá vòng vây rút lên Cao Bằng nhằm bảo toàn lực lượng. Tháng 8 năm 1942, đơn vị của ông lại bị phục kích và bao vây tại xã Bằng Đức, huyện Ngân Sơn trên đường đi Cao Bằng. Mặc dù bị thương nặng nhưng ông vẫn kiên cường chiến đấu, đánh chặn quân đội Pháp để đồng đội thoát vây. Hết đạn, ông bị thực dân Pháp bắt sống. Bị bắt ngày 21 thì đến hôm sau, tức ngày 22, ông bị Pháp chặt đầu. Giặc Pháp đã cắm cây cọc tre cao 3 mét vào bêu đầu ông ở cầu Ngân Sơn để uy hiếp tinh thần cán bộ, nhân dân. Phần xác của ông giặc vứt ở bìa rừng gần đồn bốt của chúng. Người dân nhìn phần thi thể rất thương xót nhưng không dám đem chôn vì chúng theo dõi gắt gao. Nhiều người đi qua cứ cầm hòn đá ném về thi thể
dần dần lấp kín thành mộ. Cách mạng tháng 8 thành công, năm 1946, người dân mới lập mộ người cộng sản Phùng Chí Kiên tại đó. Năm 1964 thì chuyển mộ về nghĩa trang liệt sĩ xã Vân Tùng, sau lại quy tập về nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngân Sơn. Năm 1990, phần hài cốt của ông được đưa về nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Sau đó, con cháu đưa về quê an táng. Tuy nhiên, phần thi thể của tướng Phùng Chí Kiên bị thiếu mất hộp sọ vì sau khi bị thực dân Pháp bêu đầu, không biết lưu lạc ở đâu. Trong một lần con cháu gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc đến Phùng Chí Kiên, đại tướng đã khóc. Ông khích lệ gia đình tìm kiếm phần thủ cấp của Phùng Chí Kiên. Cuộc tìm kiếm phần đầu tướng Phùng Chí Kiên được chính đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo, dù khi đó ông đã nhập viện 108. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã được trưng dụng cho cuộc tìm kiếm này. Cuộc tìm kiếm thất bại. Năm 2008, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vào cuộc tìm kiếm mộ tướng Phùng Chí Kiên. Cuộc tìm kiếm được sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng, tỉnh ủy Bắc Cạn. Bích Hằng đã đến nghĩa trang Mai Dịch, vào chùa Phúc Khánh, vừa để cúng bái vong hồn cụ, vừa để cảm nhận thông tin. Sau khi có thông tin, ngày đầu tháng 8 năm 2008, con cháu cụ Phùng Chí Kiên, con cháu đại tướng Võ Nguyên Giáp đã lên đường hướng về Bắc Cạn. Đoàn đã được các lãnh đạo cao cấp nhất của tỉnh đón tiếp, tạo điều kiện giúp sức. Trước đó, huyện ủy Ngân Sơn đã thông báo rộng rãi ở địa phương để các lão thành cách mạng nắm được thông tin về thủ cấp của ông Kiên đến cung cấp thông tin cho đoàn. Nhiều nhân chứng sinh sống ở gần cầu Ngân Sơn đã tích cực giúp đỡ. Hàng chục người đã từng nhìn thấy đầu của ông bị Pháp bêu ở cầu. Tuy nhiên, khi đó họ mới 15-16 tuổi mà giờ đã toàn ngoài 80, nhớ không rõ nên các thông tin không khớp nhau mấy. Tuy nhiên, họ đều kể rằng giặc Pháp bêu đầu ông đến ngày thứ tư thì cái đầu biến mất. Không ai biết thủ cấp của người cộng sản ấy ở đâu nữa. Chỉ có một thông tin về một người thợ là cắt tóc vì yêu quý cụ đã trộm thủ cấp đem chôn ở khu gần suối, nhưng vị trí cụ thể thế nào thì không ai rõ. Sau 3 ngày tìm kiếm tại địa bàn thì mọi người đã khoanh vùng tìm kiếm. Nhà ngoại cảm Bích Hằng vào cuộc. Vị trí khai quật được xác định là tiểu khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn. Tuy nhiên, chiều hôm đó, Phan Thị Bích Hằng có việc đột xuất nên phải về Hà Nội. Việc khai quật vẫn tiếp tục và Bích Hằng chỉ đạo qua điện thoại. Cuộc khai quật nhanh chóng có kết quả, đoàn đã thu được đầu lâu. Tuy nhiên, với những người tỉnh táo thì thật khó để khẳng định đó là đầu lâu người. Một đồng chí cán bộ quân sự tỉnh báo rằng nếu không thấy răng thì không phải đầu lâu. Khi mọi người đào bới mãi không thấy răng đâu thì Bích Hằng gọi điện yêu cầu đoàn quy tập dừng tìm kiếm, đúng 7 giờ sáng hôm sau sẽ thấy. Y rằng 7 giờ sáng hôm sau khi đào bới mở rộng đã tìm thấy mẩu xương răng. Việc tìm kiếm được cho là thành công, đoàn tìm kiếm đều khẳng định mọi thông tin Bích Hằng cung cấp đều chính xác. Bộ chỉ huy quân sự Bắc Cạn đã lập biên bản, các bên ký vào, nhà tang lễ Bộ Quốc phòng nhận bọc đỏ niêm phong được cho là của tướng Phùng Chí Kiên. Khi mọi người đều tin tuyệt đối đó là thủ cấp của cụ Phùng Chí Kiên, thì cũng năm ấy, vào ngày 16 tháng 9, công văn 288 của Viện Pháp y Quân đội đã trả lời rõ những mẫu vật mà viện nhận được sau khi giám định đã xác định bao gồm đất lẫn đá vụn, 13 mảnh sành và 3 mảnh đá nhỏ, một răng lợn rừng. Theo kết quả đó, công văn này kết luận mẫu vật gửi tại khoa giải phẫu Bệnh viện 108 không phải là một phần hài cốt của đồng chí Phùng Chí Kiên. Sau một lần thập tử nhất sinh, Phan Thị Bích Hằng đã trở thành một trong những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam. Chỉ có ba là tìm được người em gái của Phó Thủ tướng Trần Phương đến mộ nhà văn Nam Cao, cũng như hàng ngàn bia mộ liệt sĩ khắp cả nước. Thậm chí chính quyền các địa phương đều nhờ vào năng lực đặc biệt của bà mới tìm được các anh hùng, nhưng cũng có không ít những tin đồn không hay về người phụ nữ đặc biệt này. Những trường hợp tìm mộ bí ẩn. Theo như cho biết, Phan Thị Bích Hằng đã và đang có những khả năng ngoại cảm khi nhìn vào mặt một số người quen, có thể biết họ còn sống được mấy tháng nữa. Khả năng này giúp bà nhìn xuyên mặt đất, nhìn thấy và nói chuyện được với vong linh, người đã mất. Một trong những trường hợp được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất là việc Bích Hằng đã tìm mộ em gái của Phó Thủ tướng, giáo sư Trần Phương, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Nhờ năng lực ngoại cảm của mình, Phan Thị Bích Hằng đã thông qua một tấm ảnh của bà kính để trò chuyện,
từ đó hỏi thông tin về phần mộ của bà. Phan Thị Bích Hằng đã giúp gia đình giáo sư Phương tìm lại phần mộ của cô em gái sau hàng chục năm trời gia đình đi tìm mà không có kết quả. Ngoài ra, Phan Thị Bích Hằng cũng được biết đến qua việc tìm mộ tướng Công Hoàng Công Chất. Bích Hằng có thành công trong việc ngoại cảm tìm thấy 400 liệt sĩ ở cánh rừng Ca Nát, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Tìm ra em gái Phó Thủ tướng Trần Phương. Cô gái Vũ Thị Kính sinh năm 1929, tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 16 tuổi với bí danh Trần Thị Khang. Tháng 6 năm 1950, đối phương bắt được cô từ hầm bí mật đưa về Bốt La Tiến, một bốt khét tiếng thẳng tay, một đồn binh lớn án ngữ phía nam tỉnh Hưng Yên, phía bắc tỉnh Thái Bình và phía tây tỉnh Hải Dương. Tìm kiếm sau 50 năm, giáo sư Trần Phương đã tìm cách tiếp cận các nhà ngoại cảm có tiếng tăm. Một nhà ngoại cảm đã vẽ cho giáo sư Phương sơ đồ tìm em gái, nhưng gia đình ông sau khi mất 4 ngày tìm kiếm cũng chưa có kết quả. Không nản, giáo sư Phương lại tiếp cận được với nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng. Giáo sư Trần Phương chuẩn bị cho cuộc gọi hồn với đầy sự cảnh giác. Tôi lục tìm trong trí nhớ những vụ việc mà chỉ tôi và em biết để kiểm tra xem có thật là linh hồn em tôi đang nói với tôi không. Dự buổi gọi hồn có chị tôi và em gái tôi, nhưng tôi dặn không ai được nói, đề phòng hớ hênh, để lộ thông tin. Thầy bói nói dựa, Bích Hằng là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, năm ấy mới 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, đang làm kế toán cho một công ty xây dựng trong quân đội, đồng thời vẫn theo học lớp đào tạo thạc sĩ quản lý kinh doanh do trường Oxford tổ chức tại Hà Nội. Bích Hằng yêu cầu đặt lên bàn một chiếc cốc, một vốc gạo để cắm hương, một ngọn nến và một bức ảnh của cô Khang. Phút hội ngộ sau những sinh ly tử biệt. Sau 10 phút dán mắt vào màn hình, Bích Hằng hớn hở. Cháu chào cô, cháu là Phan Thị Bích Hằng. Bác Trần Phương nhờ cháu mời cô về để hỏi hài cốt của cô hiện nay ở đâu. Rồi Hằng quay sang giáo sư Phương. Có một người đàn ông đi cùng với cô Khang. Qua phiên dịch của Hằng, cô Khang nói: Người thanh niên đi cùng với em chính là anh Sơn. Anh vẫn thường xuyên đến với em. Giáo sư Phương giật mình. Anh Phương chính là người anh, người bạn, người đồng chí thân thiết nhất của ông đã hy sinh. Cô Khang tiếp: Anh không có duyên rồi. Anh đi tìm em, đối mặt với em rồi mà không đến được với em. Từ hôm anh đến, mấy chị em trong đội Hoàng Ngân của em cứ bảo sau lâu không thấy anh Phương trở lại. Chỗ em nằm chỉ cách chỗ anh đào 3 bước chân về phía bờ ao. Giáo sư Phương hỏi: Vậy em nằm trên vườn hay dưới ao? Đến bờ ao cũng còn 3 bước chân nữa. Phía trên em trừ 2 mét là chị Nguyễn Thị B, đội viên đội nữ du kích Hoàng Ngân, quê ở ngay làng La Tiến. Cái chỗ em nằm cũng chừng 2 mét về phía đông là một người đàn ông bị bắt từ Hải Dương về. Em cũng không biết tên, và cái mộ dường như nằm trên một đường thẳng, hai người kia bị đi cùng một ngày với em. Giáo sư Trần Phương kể, rồi cô ấy chỉ dẫn tỉ mỉ chỗ cô nằm, với các đặc điểm về cây cỏ xung quanh, bắt đầu từ cây nhãn ở góc vườn mà tôi nhận ra ngay. Cuộc gọi hồn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, hội ngộ đầy xúc động và nhiều chi tiết xác thực. Những nghi ngờ về một màn kịch của nhà ngoại cảm đã bị bay biến trong đầu nguyên phó thủ tướng vốn vô thần này. Dùng mình tìm nhà văn Nam Cao. Đầu năm 1996, một chương trình mang tên Tìm lại Nam Cao được Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam tổ chức với sự góp mặt của các nhà ngoại cảm do Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng mới đến. Sau gần nửa thế kỷ nằm hư quạnh trong nấm mồ vô danh, nhà văn liệt sĩ Nam Cao đã được an nghỉ tại quê hương Hà Nam nhờ phương pháp ngoại cảm. Theo lời mời của gia đình cố nhà văn Nam Cao, một đoàn nghiên cứu gồm 4 người được cho là có khả năng đặc biệt, gồm cậu Kiệm ở Nam Định, bà Phan Thị Bích Hằng, Thẩm Thúy Hoàn và ông Doãn Phú do họa sĩ Trịnh Yên làm trưởng đoàn. Trước khi đoàn đi, ông Phú không nhận được một thông tin gì về nhà văn Nam Cao tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn vào sáng ngày 24 tháng 11, 1996.